Hello, xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA, là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha. Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đều hiểu rồi đó, sắp có tin nóng cũng như là sắp có chuyện để mà thời sự tranh cãi đi. Đó là hôm nay nước Mỹ người ta tiếp tục phá thêm một kỷ lục nữa, đó là 1.400.000 ca một ngày. Và dĩ nhiên á, cái này là mình nói theo quan điểm của mình thôi nha. Trong đâu cỡ tháng tới nha, cỡ tháng tới là chắc không chừng lên 3 triệu ca một ngày luôn. Cái này là không phải mình nói để mình hù, hay là mình nói kiểu mà chọc ghẹo, hay nói kiểu mà gọi là gì nè, nó vu vơ gì hết á. Mà mọi người nghĩ xem, hiện giờ với cái tốc độ mà lây lan của chủng Omicron cũng như là cái số lượng người mà bị nhiễm bệnh mà nó tăng giống như là diều gặp gió như vậy đó. Hầu như đi đâu cũng gặp người bệnh hết, là chính xác mọi người là một chúng người mỗi lần mà chúng ta bước ra đường thôi là chúng ta lập tức bị phơi nhiễm liền. À, dĩ nhiên cái chuyện mà nó lên 2-3 triệu ca một ngày chỉ là cái chuyện mà thời gian thôi. Tại vì cái căn bản là gì? Hiện giờ á không có cái loại thuốc nào mà thật sự hiệu quả để mà có thể kiểm soát chủng Omicron hết á. Không có. Còn cái, nếu mà có vaccine á thì đâu phải ai cũng chích 2-3 liều đâu, đúng không? Tức là bản thân trong cái nước Mỹ này thôi có cỡ cả 100 triệu người chưa có chích 2-3 liều. Mà hiện giờ á, cái số lượng người bệnh á, nó chỉ có vài chục triệu người. Nói cách khác có nghĩa là tính cái đường nào đi nữa cũng còn vài chục triệu người để cho Omicron nó lây. À, tức là nó lây, nếu mỗi ngày vài triệu người thì nó phải lây có 2-3 tháng nữa mới hết được. Mà 2-3 tháng nữa nhiều khi nó đột biến thành chủng mới rồi đó. Còn cái mặt khác, không, hổm gài mọi người cũng đang nghe phong phanh là bây giờ là nó có thêm cái chủng mới nữa. Cái chủng nó gọi là gì nè? Fluorona ha, Fluorona là cái đó là mọi người đã nghe đồn thôi. Cái này mình sẽ cho mọi người biết là cái đó chỉ là một tin đồn thôi. Tin đồn là sao? Thật ra là không có chủng mới gì hết. Cái chủng duy nhất hiện giờ của dịch bệnh cổ nè là Omicron. That's it. Không có thêm cái chủng mới. Dĩ nhiên trong tương lai á, trong tương lai vài tháng nữa hoặc là năm sau thì nó có thể nó có chủng mới đó. Tại vì bản thân virus nó sẽ đột biến gen, tại vì nó chỉ là khúc DNA thôi. Không, còn nhưng mà hiện tại tính tới tháng giêng năm 2022 này thì không có chủng mới, chỉ có một chủng Omicron thôi. Nhưng mà tại sao mọi người lại nghe rất là nhiều tin đồn là nó có chủng mới? Cái chủng mới nó gọi là gì nè? Fluorona chứ. Fluorona có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái danh từ này là bác sĩ người ta đặt cho những cái trường hợp những người nào mà họ bị nhiễm bệnh Corona cùng một lúc với họ nhiễm bệnh flu đó. Mọi người thấy mình phân tích chưa? Thành ra thay vì người ta gọi cái người nào mà vừa bị bệnh flu mà vừa bị bệnh Corona luôn á, không lẽ thì người ta, thay vì người ta phải nói cái người bệnh nhân đó họ bị nhiễm flu và bệnh Corona luôn, thì thấy nghe nó dài dòng quá đi, đúng không? Nghe nó thấy nó dài dòng, viết ra nó vậy nhiều chữ quá đi. Thành ra là bác sĩ người ta mới chế ra một cái danh từ mới, gộp chung lại là gọi là Fluorona. Tức là người ta chỉ cần ghi trên cái bệnh án là cái người bệnh nhân đó họ nhiễm bệnh Fluorona. Tức là mấy người bác sĩ, mấy người trong ngành y tế họ nhìn vô họ sẽ biết, à cái người bệnh nhân đó họ vừa bị nhiễm bệnh cúm flu mà họ cũng vừa bị Corona luôn. Tức là họ bị nhiễm hai loại bệnh cùng một lúc gọi là Fluorona. Đó mọi người thấy mình phân tích không? Thật ra nó là như vậy đó, chứ không có cái chủng nào mới ở đây hết á. Mọi người cứ yên tâm bình tĩnh, không có chủng mới nào ở đây hết á. Khi nào mà có chủng mới là yên tâm, mình đảm bảo thế giới này người ta đưa tin gầm gỗ hết ơi, đó là coi như là siết, giống như siết Omicron vậy đó. Còn hiện giờ không có, chỉ có một chủng thôi, Omicron. Và khi mà nói tới những cái chủng mới hay là nói tới nhiễm bệnh flu với Fluorona, tức là flu rồi corona cùng một lúc, hay là số ca mỗi một ngày 1 triệu mấy 2 triệu ca đó, thì cái idea nữa là gì? Nếu mà cô chú anh chị nào mà chưa chích vaccine thì mọi người phải nên chích vaccine, thấy không? Mọi người phải nên chích. Nếu như mà mọi người đã chích rồi thì mọi người nên chích cái mũi booster. Tại vì sao? Tại đơn giản là gì? Vaccine nó hiệu quả chính chờ cái 90 mấy phần trăm, đúng không? 93-94% gì đó. Tức là nói cách khác có nghĩa là gì? Nếu mọi người chích vaccine, khả năng 90 mấy phần trăm mọi người sẽ có được kháng thể miễn dịch. Tức là mọi người bị phơi, dĩ nhiên là như với cái tình hình dịch bệnh hiện giờ ở đâu trên thế giới là mọi người bước ra đường là mọi người sẽ bị phơi nhiễm rồi đó.
Nhưng mà gì, nếu như mà không may nha, mình tính không may á, cô chú anh chị bị nhiễm bệnh đi, khả năng cao nếu mà mọi người có đầy đủ vaccine đó là nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cơ thể mọi người lắm. Thậm chí là mọi người còn không biết mọi người bị nhiễm bệnh đó. Nó gọi là asymptomatic, tức là không, cái người bệnh đó họ không hề có triệu chứng gì hết, họ không có hề ho sốt sổ mũi hắt xì gì hết đó. Nhìn họ có thể là tưởng tượng như họ có thể là lên YouTube làm YouTube luôn đó, đúng không? Hay là mọi người không thể nào mà biết được. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà cô chú anh chị nào mọi người chưa chích vaccine đi, hoặc là cái vaccine của mọi người đã chích đủ 2 liều nhưng mà mọi người chưa chích booster, và cái 2 liều của mọi người thì nó cách đây 8 tháng gì trước, hoặc 9 tháng gì trước, thì nói cách khác có nghĩa là gì, cái kháng thể của mọi người cái nó đã giảm xuống đáng kể rồi, thì chưa chắc gặp khi mà cơ thể mọi người phơi nhiễm với chủng Omicron này đó thì nó còn hoạt động hiệu quả nữa. Nó cái kháng thể mọi người chưa chắc lúc đó là chưa chắc nó có thể chống chọi lại chủng Omicron hiệu quả nữa. Thế nói cách khác có nghĩa là gì? Khi đó những người sẽ bị nguy hiểm chính chính là giờ cô chú anh chị, đúng không? Tại nếu như mà mọi người bị nguy hiểm đó, mọi người bị phơi nhiễm thì mọi người sẽ có nguy cơ bị bệnh, và khi đó cơ thể mọi người sẽ bị nguy hiểm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa, cái nguy hiểm nữa là gì nè? Omicron đó thì người ta đồn là, không phải người ta đồn, mà khả năng cao là, tại vì thông tin nó cũng đưa nhiều rồi, khả năng cao là gì? Nó không có nguy hiểm như là bệnh chủng Delta của nè, đúng không? Nghe thì hầu như ai cũng nói cái điều đó hết á. Nhưng mà cái mấu chốt là gì? Nó không nguy hiểm, nhưng mà nếu như mà mọi người cần phải vô bệnh viện, mọi người mình đang thí dụ thôi nha, mình đang thí dụ một trường hợp nào đó, cô chú anh chị nào đó không may bị dính chủng chủng Omicron này, cần phải vô bệnh viện để mà cấp cứu, cần phải có máy thở, nhưng mà cái hệ thống bệnh viện nó bị quá tải, tại vì có quá trình nhiều người bệnh. Omicron á, nó không có nguy hiểm như bệnh Delta, nhưng mà gì, nó vẫn cần phải vào bệnh viện để mà cái người bệnh vẫn cần phải vào bệnh viện để mà cấp cứu, rồi thở máy thở, rồi được bác sĩ chăm sóc rồi này kia, thì họ mới sống được, họ mới gọi là không bị nguy hiểm, thấy không? Nhưng mà nếu mà quá trời nhiều người vô bệnh viện hết, bệnh viện quá tải, không có đủ giường bệnh, không có đủ y bác sĩ, không có đủ máy thở, thì những cái người nào mà cần phải chữa trị nữa đó thì lúc đó họ sẽ bị nguy hiểm. Mặc dù ngay từ đầu chưa chắc họ đã bị nguy hiểm nếu như mà mọi thứ nó có đầy đủ, nhưng mà một khi bị quá tải, tức là không còn đầy đủ nữa, thì họ sẽ bị nguy hiểm. Mọi người thấy cái mấu chốt của mình chưa? Và cái thứ ba đó là gì? Mấu chốt quan trọng nhất. Nếu như mà cô chú anh chị đã chích 2 mũi vaccine đầu tiên mà mọi người khá ok, hoặc là mọi người có thể bị giật một chút, hay là bị side effects nhiều một chút á, tức là khả năng mũi thứ ba mọi người cũng sẽ bị, mọi người sẽ không bị gì hết. Mọi người cao lắm á nha, là sẽ bị đau tai, hay là coi như là cảm nhẹ 1-2 ngày thôi. Nhưng mà đổi lại, nhưng mà đã nói rồi, cơ thể mọi người nó sẽ tạo ra được kháng thể ứng phó với chủng Omicron này hiệu quả hơn là so với không có, đúng không? Còn dĩ nhiên là cái quyền quyết định cuối cùng cũng là do cô chú anh chị thôi, đúng không? Nhưng mà nói chung là mình muốn cho mọi người biết về cái gọi là cái Fluorona trong cái video này. Cái gọi là Fluorona thật ra là gì? Đó là một cái tên gọi chung của một người bệnh nhân họ nhiễm bệnh flu và corona cùng một lúc, chứ nó không có là chủng mới gì hết nha mọi người. Ok, ở video đây giờ xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.